Chúng tôi cố gắng duy trì tính cạnh tranh trong mọi thị trường mà chúng tôi đang có về mặt lợi nhuận. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đi kèm với khối lượng. Hiện tại, chúng tôi sẽ trung thực với chiến lược của mình, CEO VinFast cho hay. Theo dữ liệu từ Dealogic, vài giờ trước khi ra mắt Nasdaq, VinFast đã tăng hơn gấp đôi giá trị với chưa đến 4% cổ phần. Một số nhà sản xuất xe điện khác cũng đã niêm yết thông qua các giao dịch SPAC như vậy. Điều này đã thu hút sự giám sát ngày càng tăng của cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý, đặc biệt là khi sự cạnh tranh trên thị trường xe điện nóng lên và thị trường ô tô lớn nhất thế giới của Trung Quốc đang chìm trong cuộc chiến giá cả. Một số đối thủ của VinFast, bao gồm Nikola Corp và Lucid, đã chứng kiến mức định giá của họ sụt giảm sau khi niêm yết SPAC. Nikola hiện có giá trị thị trường là 1,4 tỷ đô la Mỹ so với 13,9 tỷ đô la Mỹ trước khi niêm yết, trong khi Lucid có giá trị thị trường hiện tại là 15,5 tỷ đô la Mỹ so với 24 tỷ đô la Mỹ trong thỏa thuận SPAC năm 2021. Cổ phiếu của các đối thủ khác không niêm yết qua SPAC, bao gồm Tesla Inc. và Rivian Automotive Inc. đã hoạt động tốt hơn. Cổ phiếu Tesla đã tăng 94,6% từ đầu năm đến nay, trong khi cổ phiếu Rivian tăng gần 17%. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu cổ phiếu của VinFast sẽ được giao dịch vào thứ ba và ở mức giá nào. Người sáng lập VinFast, người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, đã cam kết 2.5 tỷ đô la vào tháng 4 để hỗ trợ nhà sản xuất xe điện, bao gồm 1 tỷ đô la từ tài sản cá nhân của ông. Ông ấy là chủ sở hữu hưởng lợi của 99% cổ phần phổ thông của nhà sản xuất xe điện sau khi sáp nhập. Đầu năm nay, VinFast đã bỏ niêm yết thông thường trị giá 2 tỷ đô la Mỹ để sáp nhập SPAC. Các nhà đầu tư trong Black Space Acquisition đã rút hơn 80% cổ phần của họ sau thương vụ với VinFast, chỉ để lại khoảng 14 triệu đô la Mỹ trong quỹ ủy thác của công ty, theo một hồ sơ công khai. Việc được niêm yết tại Mỹ là một cột mốc quan trọng đối với chúng tôi. Việc niêm yết sẽ mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn cho chúng tôi trong tương lai, CEO Lê Thị Thu Thủy của VinFast nói với CNBC vào sáng thứ Ba theo giờ châu Á. Nhà sản xuất EV đã và đang mở rộng ở Hoa Kỳ, đi lên so với Tesla và BYD, cũng như các nhà sản xuất ô tô truyền thống, ngày càng tập trung vào xe hybrid và xe điện. Về việc liệu VinFast có chịu áp lực giảm giá nói chung hay không, bà Thủy cho biết chiến lược của công ty là cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, với giá cả phải chăng với dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Chúng tôi luôn định giá sản phẩm khá cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại khác. Nhưng khi bạn nhìn sâu vào các sản phẩm của chúng tôi có nhiều tính năng hơn và nhiều công nghệ hơn. Vì vậy, tôi nghĩ người tiêu dùng bắt đầu nhận ra những giá trị mà chúng tôi mang lại với các sản phẩm của mình. Chúng tôi cố gắng duy trì tính cạnh tranh ở mọi thị trường mà chúng tôi đang có về mặt lợi nhuận. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đi kèm với khối lượng. Hiện tại, chúng tôi sẽ trung thực với chiến lược của mình. Để so sánh, chiếc xe 5 chỗ VF8 của VinFast có giá từ 46.000 đô la Mỹ trong khi chiếc Tesla 5 chỗ Model Y cơ bản có giá từ 47.740 đô la Mỹ. Xe của Tesla đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 đô la tại Hoa Kỳ, trong khi xe của VinFast hiện không đủ điều kiện để được tiết kiệm thuế vì chúng không được sản xuất tại Hoa Kỳ. Với nhà máy ở Bắc Carolina, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giảm đáng kể chi phí và cung cấp các sản phẩm với giá phải chăng cho khách hàng ở Hoa Kỳ, bà Thủy cho biết. Sau mọi cố gắng trong giai đoạn khó khăn tài chính toàn cầu, VinFast cũng đã niêm yết được trên sàn Nasdaq, là một nỗ lực không nhỏ của doanh nghiệp. Cánh cửa đã mở, việc tiếp theo còn phải chờ xem VinFast có thể có cú ngược dòng ngoạn mục so với những hãng xe điện khác, hay cũng chỉ niêm yết xong rồi sụt giảm. Hy vọng VinFast sẽ tiếp cận được thị trường vốn mới để đi xa hơn. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.